đây là vòng tròn nghiên cứu. Vòng tròn này cũng thể hiện các bước chính trong quá trình nghiên cứu. Điểm đầu tiên là điểm chúng ta đang đứng, đứng ở đây là ý điểm xuất phát hay điểm chúng ta bắt đầu thực hiện đề tài. Đó là trí thức hiện tại. Qua học tập tìm hiểu về lĩnh vực nghiên cứu các bạn muốn thực hiện đề tài, các bạn thấy có những cái khoảng trống hay những câu hỏi chưa được giải đáp. Các bạn muốn trả lời cho những cái câu hỏi đó, để cụ thể hóa hơn bạn xây dựng giả thuyết nghiên cứu à, tức là đưa ra những cái dự đoán của mình à, cho những cái câu hỏi đó à, đó chính là bước thứ hai để kiểm định cho giả thuyết nghiên cứu này thì chúng ta cần phải thực hiện cái bước tiếp theo đó là chúng ta đi thiết kế thí nghiệm và sau đó chúng ta tiến hành cái thí nghiệm dựa trên cái thiết kế thí nghiệm mà chúng ta vừa xây dựng à, sau khi mà tiến hành thí nghiệm thì chúng ta sẽ có được dữ liệu và đó là dữ liệu thô từ cái dữ liệu thô này để mà trả lời cho cái giả thuyết chúng ta đặt ra thì chúng ta cần phải thực hiện một việc đó là thực hiện phân tích thống kê à, đối với phân tích thống kê ấy, thì có hai phần là phân tích thống kê mô tả và phân tích thống kê suy luận à, sau khi mà thực hiện hai cái phân tích thống kê này thì chúng ta sẽ kết hợp uh, phân tích thống kê mô tả và phân tích thống kê suy luận để chúng ta đưa ra kết luận à, sau bước thực hiện phân tích thống kê thì chúng ta sẽ thực hiện một cái bước tiếp theo đó là báo cáo kết quả À, và đây cũng là cái bước cuối cùng của vòng tròn nghiên cứu à, kết quả nghiên cứu này à, sẽ có đóng góp cho tri thức hiện tại và tại đây à, chúng ta lại có thể có thêm những cái câu hỏi mới và để trả lời cho câu hỏi đấy thì chúng ta lại tiếp tục thực hiện một cái nghiên cứu tiếp theo và chính vì vậy mà nó tạo thành một cái vòng tròn khép kín như vậy à, tất cả những cái bước này à, đều quan trọng và có mối liên hệ với nhau chính vì vậy mà chúng ta cần phải hiểu chúng trước khi mà chúng ta thực hiện đề tài trong những bài giảng tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu cụ thể hơn từng bước một